Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng mình sẽ xem cách làm bánh mì nướng muối ớt. Yeah. Và đây trên bàn là những đồ mà chị Phượng đã chuẩn bị. Và chị Phượng sẽ giúp chúng mình chị Phượng sẽ hướng dẫn chúng mình cách làm. Và để lần sau chúng mình sẽ làm thử. Yeah. Chị Phượng đã chuẩn bị xúc xích, ruốc, bơ thực vật, muối, muối tôm, đây muối tôm, sa tế, ba cái bánh mì cho ba người, ba cái xúc xích và hành lá ăn cho ngon hơn. Bên này có cả tương ớt và mayonnaise. Yeah. Sau khi xem cách làm của chị Phượng ớt thì chúng mình sẽ thưởng thức, chúng mình sẽ cảm nhận ăn và cảm nhận độ cay của nó. Bây giờ mời chị Phượng ớt vào thực hiện. Chị Phượng ớt chào tất cả các bạn. Bây giờ chị Phượng ớt bắt đầu làm món bánh mì nướng muối ớt với tất cả các gia vị và các đồ trên bàn mà chị Phượng ớt đã chuẩn bị. Đầu tiên thì chị Phượng ớt sẽ chuẩn bị hành và chúng ta sẽ chưng hành tươi lên cho nó có mùi rất là thơm này. Ui. Chị Phượng ớt cắt chậm. Mày cắt chậm chứ cắt tay. Ôi hành nó hăng quá. Thơm mà. Chị Phượng ớt cho một chút dầu ăn vào chảo này. Mặn. Wow. Hành có nước như này nó hơi mặn một chút. Ui thơm quá. Thơm quá. Giá hướng rồi ấy. Càng một càng thơm hơn. Tắt bếp rồi nó hết nóng. Bây giờ chị Phượng ớt sẽ làm tan chảy bơ thực vật ra nha. Ui. Thơm không? Thấy mùi thơm chưa? Rồi. Nó chảy rồi kìa, như ở tảng băng. Tảng băng khi nằm cũng chảy. Bơ màu vàng giống như trứng. Nhìn giống trứng đánh lên nhỉ. Mà nó không đậm bằng. Đúng rồi, tới nay nhà thế. Giống kem không? Không, giống trứng ấy. Cái cục bơ thì nó giống kem, còn cái màu cái lúc bơ chảy ra thì giống trứng. Tách tách tách. Nổi bao bạn cho nhỏ lửa. Nhỏ như ở trứng ấy. Màu bánh tráng. Giống hệt thế luôn. Wow. Thơm lưng luôn. Ui. Đẹp nhờ. Bây giờ chị Phượng ớt sẽ thái xúc xích nha. Có thấy mùi mùi rồi. Chúng ta sẽ thái xúc xích thành miếng vừa vừa ăn. Cười à? Ăn quẩy. Các con thích ăn xúc xích chiên lên một chút hay là để nguyên? Chiên. Thôi, chúng ta để nguyên đi. Bơ tan chảy này, hành phi mỡ này và tê xúc xích này. Bây giờ chúng ta sẽ ép cái bánh mì này xuống nhá. Ép bánh mì cho nó dẹp vào này. Các em có thể dùng trực tiếp cái nồi hoặc bất cứ một đồ vật là các em có thể ép bánh mì. Wow. Ép xuống thì chúng mình nướng nó sẽ giòn hơn. Rồi. Sao để lên nó không giòn? Nhiều mỡ. Cái mỡ đâu? Ừ, thế bơ. Rồi mình thứ ba. Con lấy cái này. Tí cắt ra mà. Cái này ngon hơn. Bây giờ chúng ta sẽ pha cái nước sốt nha. Nước sốt. Muối tôm. Eo cay lắm. Không cay đâu. Chị Phượng ớt còn quên một gia vị quan trọng nữa là đường. Đây là chiếc thìa mà chị Phượng ớt sẽ dùng để đo lường các gia vị này. Chị Phượng ớt sẽ đong 2 thìa đường. Cho vào bơ lên. Chúng ta sẽ trộn lẫn được bơ cùng lên. Trộn lại. Cho đầy một chút này. Wow, nhiều quá. Muối cho sa tế. Cho muối tôm này, đây là muối tôm Tây Ninh này. Muối tôm ăn chấm đâu cay lắm. Không có chấm nào, xong quên ăn bánh mì. Muối chúng ta cho một thìa nhé. Sẽ hơi cay thì nghĩa nhưng mà con ăn dần cay cho quen. Thìa muối này. Thìa. Đây là sa tế tôm. Ta sẽ đảo đều.
Rồi, còn anh giúp chị vỡ trộn đều lên ạ. Cho đúng đều ra nhé. Cái này tớ nó xoan đường. Có lẽ là đường đã tan hết rồi. Chúng ta sẽ tới bước tiếp theo là phết bánh mì nha. Giờ sẽ phớt phết đều lên trên bề mặt của bánh này. Quá hẳn màu luôn. Màu đẹp. Wow. Phết đều hai mặt của bánh nha. Chúng ta ép bánh mì chưa được kỹ lắm nên bánh mì giờ nó để phồng trở lại rồi. Tiếp. Tí nữa chúng ta cho vào chảo thì chúng ta sẽ ép tiếp nó xuống. Một bánh. Wow. Một chiếc bánh. Wow. Nha. Ừ. Chiếc bánh thứ hai nhá. Ôi nó đẹp. Rồi chúng ta sẽ chờ cho cái nước sốt nó ngấm vào bánh mì một lúc nha. Hay chúng ta nướng tắt nhỉ? Chờ cho bếp nóng lên, chị Phương sẽ bắt đầu nướng nha. Chị Phương sẽ cho bánh vào trong chảo nha. Yeah. Wow. Nướng à mình nhỏ quá. Ở trong chảo chúng ta để sẵn cái bơ từ lúc trước. Có dùng măng đi dầu rồi. Rồi. Ra cái nước cậu. Ít dung cực, vẫn thế này. Wow, thơm ấy. Thơm quá. Ăn cay lắm. Mà ngon mà. Cay. Ngon. Cay nó chứ nào luôn, để hơi hơi một chút thôi. Wow. Thơm quá. Ừ, có mùi cay cay. Thơm thơm của bơ. Nếu bánh mì muối ớt, muối trên than hoa sẽ ngon hơn đấy. Nhưng mà chị cũng ớt sẽ dùng trên cái chảo điện đa năng này. Những cái bột cơm cho sạch đấy nó dính ở trên phần bánh này. Wow. Phun rồi. Phun rồi. Phun rồi. Phun rồi. Phun rồi. Cháy. Phun cháy. Anh chuyển vào này. Mùi muối. Mùi muối. Nếu trong cái nướng này nên mình cũng không sao bởi vì cái chảo của ăn sao rồi. Không nghĩ sao. Nào tôi ăn luôn ăn đúng. Bạn này đang rất là háo hức để được thử. Ăn cay quá. Cậu chỉ cắt một mẩu mà cậu ăn thôi. Đây là lần đầu tiên chị Phương ớt làm món bánh này và cũng là lần đầu tiên các bạn ấy sẽ được ăn món bánh mì với muối ớt này. Ui thơm ấy. Cho bánh nó giòn hơn. Xong rồi mới cho xúc xích như hành à? Thì chúng ta sẽ cắt ra đĩa rồi là cắt con. Xúc xích này, ruốc lên này, rắc hành lên, tương ớt và cả nước sốt. Bánh mì của chúng ta đã được rồi, chị Ngư sẽ bỏ ra đĩa nha. Yeah. Yeah. Chị Ngư sẽ cắt 3 chiếc bánh này cho các bạn ăn thử trước này. Chị Phương ớt dùng tay không bởi vì chị Phương ớt đã rửa tay sạch sẽ rồi, chị không muốn đeo cái ly lông nó sẽ là vướng. Chị sẽ cắt nhỏ chiếc bánh mì ra nha. Yeah. Yeah. Ăn thử thôi xem có cay không. Nó rắc mấy cái này lên đâu? Rắc cái gì? Gia vị. Ăn kèm. Rồi ăn kèm. Các con có thể ăn bánh mì thử bánh mì không đi? Được à? Chưa? Con ăn thử đi xong con sẽ cảm nhận khi mà có thêm các gia vị ăn kèm kia nữa. Giòn ngon không? Bánh thơm. Cay cay một tí. Hơi cay thôi đúng không? Ôi, nóng quá. Ngon nhỉ? Đau quá. Tại vì bạn Hiếu ăn cái miếng cuối đấy chị cũng ớt đã không phết nhiều cái nước sốt lên. Đã xong, đây là cái bánh mì của chúng ta nha. Bánh mì ơi, chờ một chút nào. Bây giờ chị cũng ớt sẽ cho xúc xích lên này. Xúc xích ăn kèm để cho món bánh mì này ngon hơn đấy. Mà phải nhiều gì quá. Rất là nhiều xúc xích đúng không? Vỏ ngoài này nó hơi cay cay nhưng ở trong nó mềm mềm. Rồi bây giờ đến đây là ruốc này, ruốc lợn này. Rồi, giúp heo. Chúng ta cho nhiều một chút để các bạn ấy ăn cho nó ngon miệng nha. Ừ. Cứ lên cho hết đi, để có lẽ cho hết rồi cho các bạn ấy. Ngon quá. Cay quá. Bạn nghĩa, bạn nghĩa. Ngon
Bây giờ đến hành phi nha. Hành phi vẫn màu rất là xanh đẹp này. Anh cho tớ rồi. Trời cay quá. Mùi ngon quá. Ngon. Ăn miếng ở sang giữa nó ngon cực. Đúng không? Ở giữa phết nhiều nhất mà. Cay nhất. Và cái bụng của bánh ấy, thì nó sẽ ngấm nhiều gia vị hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cho mayonnaise nha. Ừ. Wow. 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 Đẹp quá. Có ớt kìa. Ớt. Chúng ta sẽ cho tương ớt đây nha. Không biết là Đại Nghĩa sẽ ăn chỗ có tương ớt hay Đại Nghĩa tránh đây. Tránh. Run. Răng. Rồi, ok. Bạn nào ăn thêm tương ớt thì bạn ấy bóp nào tương ớt vào nha. Nửa chén ruốc. Run. Voilà. Bây giờ là sao nhỉ? Ngon không? Có. Để tớ ăn thử xem nào. Ăn chỗ nào đi. Ừ. Ăn chỗ nào mà đủ tất cả thì mình dễ cảm nhận. Ừ. Ăn thử. Con thể hứng vào cái giấy ăn được. Cũng không phải cay lắm đúng không? Có lẽ là Đại Nghĩa sẽ cảm thấy cay hơn các bạn khác vì các bạn khác ăn được cay. Ngon quá, ngon nhỏ. Nó thêm mayonnaise mà nó béo ngậy lên. Cả bơ ấy. Để tớ múc được. Sau khi mày ăn thì mình cảm thấy bánh rất là ngon. Bánh thì giòn này. Khi mà ăn vào thì hộp một cái trong mồm rất là vui. Đời. Còn cái ruốc thì nó mặn 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 và xúc xích cũng thế, nó tạo nên một vị riêng cho món bánh này. Thì khi mà con ăn chiếc bánh vừa nướng xong mà không ăn kèm với xúc xích hay là hành hay là ruốc thì các con cảm nhận như thế nào? Cái vị đấy là vị thực sự của muối nướng tiêu, muối nướng ớt chứ không ngon bằng bánh. Nếu mà không có gia vị kia thì nó chỉ giòn, xong rồi lúc ăn hết rồi thì nó cay dần thôi. Và bánh ở trong thì nó mềm mềm. Khi ăn chiếc bánh nướng không đó thì các con thấy vị gì đặc trưng nhất? Sa tế này, cay, đường này, cay, muối cay. Tôm này. Sa tế sẽ cay rồi đúng không? Mà tự... con thấy vị rõ vị sa tế nhất. Vì nó là món bánh mì nướng muối ớt mà đúng không? Vậy là cái muối sẽ có vị đậm đậm này. Cái bơ của chúng ta cũng sẽ hơi đậm đậm một chút này. Để nó cho bánh mì đậm đậm hơn một chút đấy. Và cái muối tôm nó là muối tôm nên là có cái vị mùi của tôm này. Và muối nó cũng sẽ đậm đậm một chút đúng không? Đấy. Bây giờ các con ăn đi cho đỡ nguội này. Cái mì này được hết bơ vào nên nó ăn trong mồm thì nó béo béo, với mì nó mang cho nên như thế. Rất là ngon. Đấy, ăn tớ ăn xúc xích không? Cái đuôi ăn như dính tương ớt rồi. Mấy miếng này rất là dài. Ui, ngon quá. Cái hành các con có thấy hành thơm không? Cái miếng nào có cái hành và mỡ hành phi rắc lên nó rất là thơm đúng không? Rất là ngủ luôn. Đại Nghĩa đã uống hết nước rồi à? Cay quá à? Thanh không? Kiểu ấy xoay rồi. Bạn Hiếu cảm nhận thấy món bánh mì này thế nào? Ăn có hấp dẫn không? Có được không? Có vừa miệng không? Khá là ngon. Mùi của hành làm bánh mì thơm mà. Là bơ và mayonnaise làm bánh mì béo ngậy hơn mà xúc xích. Không vậy. Xúc xích thì rất là dễ ăn đúng không? Xúc xích thì chỉ cần cắn nhẹ cái là nó đã rứt được tan trong miệng rồi. Bánh mì thì rất là giòn, ngon. Có bị cháy không nhỉ hay chỉ là có màu vàng của các nước sốt? Có màu vàng thôi. Vậy tóm lại là các con cho chị cũng ớt được mấy điểm cho món này? 9 điểm. 10 điểm. 6,5. 6,5. 9,5. 0 trứng. 6,5 là được khá rồi đúng không? Ừ. Quá cay. Hơn cho 9,5 tại vì ruốc mặn. Ruốc mặn là ruốc hôm nay chị có ớt đi mua thì
cái hàng mà chị cũng hay mua họ nghỉ là chị cũng ớt mua cái hàng khác và chị cũng không ăn thử, không nếm thử nhưng là không biết mùi vị thế nào. Cộng thêm 3 điểm nếu như có trứng. Đại Nghĩa cho chị mua ớt thêm 3 điểm nếu có trứng nhá. Vậy nghĩa là nếu chị cũng ớt ốp mà thêm cho Đại Nghĩa một quả trứng đen kèm bánh mì thì nó sẽ thành món bánh mì nướng muối ớt trứng. Thì chị cũng ớt sẽ được 9 điểm rưỡi đúng không? Cay quá. Nhưng rất ngon. Nhất là ăn bao lần một. Có một miếng mì hơi nhiều. Rốt luôn. Một tay. Ở trong miếng bánh thì rõ nhất là muối tôm nhỉ. Okay. Nếu cái ruốc mà nó đậm thì các con ăn ít ruốc thôi. Con cho ít rồi vẫn mặn mặn. Thì con cho chín. Hay là bánh mì nó bị đậm một chút vì cái bơ hơi nhiều. Cay lắm. Không cay. Nhưng ăn lâu rồi xong rồi vẫn ngon. Đúng. Vậy là chúng mình đã xem cách làm và ăn thử món bánh mì nướng muối ớt của chị Hương ớt rồi. Còn bây giờ nếu mọi người thích hãy like, share, subscribe kênh chúng mình nhé. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye.